Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc lọc âm thanh Equalizer đến từ hãng Victor. Model của nó là C33. Đây là một trong những thương hiệu cao cấp trong giới lọc âm thanh. Và với chiếc lọc này thì nó sẽ có thiết kế là phay nhôm màu trắng nha. Và mỗi bên nó sẽ bao gồm là 10 cần. Từ giải tầng là 31.5, 63, 125, 250, 500, 1kg, 2kg, 4kg, 8kg và 16kg. Ở phía giữa thì nó sẽ có cái logo là C nha. Đây là một trong những cái model cao cấp của hãng Victor về lọc. Về cái size của nó là size tiêu chuẩn là 43cm nha. Anh em có thể dễ dàng phối ghép trong cái bộ dàn với cái size chuẩn luôn. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc Victor. Khi mà có lọc và không có lọc âm thanh thì nó sẽ cải thiện âm thanh rất là nhiều nha anh em. Đây là có lọc nha, và không có lọc nhấn vô nha. Âm cải thiện rất là đáng kể, và những cái cần gạt nó sẽ còn nguyên hết luôn nha anh em. Nó sẽ còn có cái tiếng thất nha. Anh em chỉnh rất là phê. Liên lạc hết tất cả là 10 cần, mỗi bên tổng cộng là 20 cần nha. Đây là nút để tắt mở cái chức năng Equalizer, anh em sẽ thấy nó chỉnh rất là phê. Về hình thức là máy về là đẹp long lanh hết nha anh em. Đây là mặt không của nó đây. Và phía sau con này sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan nha. Một đường line in vào, một và line out. Đây là thông số của nó nha, Victor C33 made in Japan. Điện áp 100V nha. Máy về trong tình trạng là đẹp keng hết nha anh em. Đây là đấu giá nội địa Nhật về. Sản xuất rất là đẹp. Đây là lục căng bên trong chiếc lọc Victor nha anh em. Đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài luôn nha. Với chiếc lọc Victor C33, nó sẽ có cái giá xuất xưởng là 25.000 yên và phát hành vào năm 1982. Với kích thước chiều ngang tiêu chuẩn là 435mm, chiều cao 61mm và chiều sâu 265mm, trọng lượng là 3kg. Với chiếc lọc Victor C33 made in Japan thì anh em có thể cải thiện chất âm bộ dàn rất là nhiều. Với cái size chuẩn là 43, anh em có thể trưng bày phòng khách rất là đẹp. Với chiếc lọc C này thì em sẽ bán với giá là 3.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, nếu như ủng hộ thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.